có vẻ như là các chú là ốp xong cái phòng ngủ đầu tiên rồi các bác này. Thế này đi vào trong được không chú? Thoải mái. Thoải mái á? Các bác ạ, Mạnh thì đối với Mạnh là lần đầu tiên mà được đi trên những cái phần gạch như thế này. Đấy, ở những cái video thì cháu Đức cũng đã nói rồi, lúc nào mấy anh em thợ đi làm ấy, nhiều như là làm xong mấy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng biết. Đang lấy gì đấy cô? Cô hái rau à? Chưa ăn cơm à cô? Vâng. Thế là đấy là hái về nhà ăn hả cô? Đấy là hái về nhà ăn à? Đấy, tưởng là cô đang chuẩn bị nấu cơm thôi. Không biết là mấy anh em thợ thì đã ăn cơm xong hết chưa? Vừa rồi thì cô nói rằng là đã ăn cơm ở nhà về rồi. Đấy, hôm nay đi xuống thì cập nhật cái tiến độ mà làm nhà hai ông cháu để cho các bác cùng biết xem là về cái phần ốp thì mấy anh em thợ đã hoàn thiện là tới đâu rồi. Còn ở phía bên trong nhà thì hiện tại là cái mặt đằng trước, mặt đằng sau và bên hông thì đã hoàn thiện hết rồi cô bác ạ. Đi đâu ấy bác? Chưa đi em ơi. Các chú ăn đi. Ồ mày. Anh ăn đi. Ồ mấy anh em nội thợ là bây giờ mới ăn này cô bác này. Bây giờ mới ăn trưa à? Hôm nay ăn món gì đây chú? Ăn sáng ăn muộn. Sáng ăn muộn á? Đây là đây là món gì đây? Ăn nhưng mà đậu tương thôi. Được. Dạ. Đậu tương sát thôi. Cái này là đậu tương để sát á. Nhưng mà cái món này nếu mà được gọi ra là gì? Ốc đậu. Gọi là ốc đậu à? Ồ thế là hôm nay là các chị là ăn cơm là với lại ốc đậu thôi à? Ừ. Cô là chú không ăn à? Vừa ăn nhà rồi. Anh ăn đi. Chuẩn bị mưa đấy. Đấy vừa ra đến đây thì thấy là thời tiết là bắt đầu là có một chút hạt hạt mưa phùn rồi. Thế là hôm nay các chú là không nấu cơm ở đây à? Không. À. Đây. Các chú thợ thì ăn uống thì cũng rất là đơn sơ và đạm bạc đấy cô bác ạ. Cái món ốc đậu này là ai làm đây chú? Anh Phong. Ai làm đây? Nhà tự làm chứ. Chị làm à? Đâu không? Ông không ăn cơm à ông? Bắt trong đói. Ông cùng mấy em thợ là ăn cơm luôn không? Hôm nay trưa không phải trưa mà tối không phải tối. Nhớ nhau ăn cơm đấy. Mai chứ tới. Hiện tại thì đã đâu đó là gần là đâu rồi? Gần 4 giờ rồi các bác này. Gần 4 giờ rồi mà anh em thợ là mới ăn cơm quá. Không biết là hôm nay là anh em đợi thợ là làm mà tới tới công đoạn nào nữa. Hôm nay ăn cơm muộn đấy chú Toán này à? Vâng, hôm nay mưa không đi làm nữa. Vâng. Hôm nay về làm được cũng không dám về. Vâng. Mưa sạt lở nhiều quá. Vâng. Ôi, ông làm món gì đâu? Đúng. Cái này là cái rau non, lá non non của đố này cô bác này. Này. Ông ăn đi ông. Phải đến bây giờ thì ông mới ăn cơm cô bác. Không biết là Mạnh là hôm nay là có đi học không đấy cô bác ạ. Đây để cho mấy anh em đội thợ ăn cơm thì cháu được xé dừng ghi lại để một tí nữa. Cùng mấy anh em thợ là sẽ ghi sâu về cho cái xem là mấy anh em thợ là hôm nay đã hoàn thiện là cái phần ốp là tới đâu rồi cô bác ạ. Thưa các bác, vừa rồi thì mấy anh em thợ cũng đã ăn cơm xong rồi các bác này. Đây, bé Mạnh thì là ra đây rồi. Nào Mạnh nào.
Chào chú chưa? Chào chú. Rồi nào. Con chào các ông các bà. Rồi, kính chúc. Kính chúc các ông các bà trải nghiệm sức khỏe. Rồi, thế Mạnh đi đâu về thế? Đi kia lấy ổi. Đi kia lấy quả ổi về à? Thế hôm nay Mạnh không đi học à? Không. Nào nhìn lên đây xem nào. Nhìn đây xem nào. Thế là hôm nay là được nghỉ à? Không. Thế được, thế không được nghỉ sao Mạnh không đi học? À, thế là trời mưa là cô giáo là không cho Mạnh đi học đúng không? Rồi, ông đi đâu rồi? Ông ở nhà. Ông ở nhà, thế Mạnh có đi xuống dưới kia không? Đi, 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 đi con chú đi xuống dưới đi. Mạnh đi đường nào ấy? Có đi không? Đi, thế đi, đi. Ra đây. Đi đường này này. Ra đây. Đi đi đường nào? Có vẻ như là không dám đi sao. Thế đi đường này nào. Đấy, đi đi. Đi được không? Cẩn thận nha, chỗ này ấy. Đấy, đằng sau này thì có vẻ như là nó bị dính mưa các bác. Thành ra là mỗi lúc mà bị dính nó lại bị dò theo. Nó lại bị như kiểu nó bị dò vào ấy. Thì trong thời gian tới thì khi mà hoàn thiện nhà thì sẽ bảo ông là đi đi lấy đá về để mà kè cái này lên cho nó cao hơn một chút. Đấy, có vẻ như là vừa ra đến đây là trời âm u quá các bác ạ. Không biết là liệu là đêm nay thì có cơn bão nào không. Nhưng mà hiện tại là đang mưa rồi các bác nhé. Quậy mưa rồi thì chạy vào trong nhà thôi. Quậy chào các chú nha. Được à, nghỉ ra chú. Lúc nữa à, lúc nữa. Thế là giờ vẫn đang có vẻ như là các chú là ốp xong cái phòng ngủ đầu tiên rồi các bác này. Cái này đi vào trong được không chú? Thoải mái á? Vâng, không đi ghét nhá. À, cho đi. Đi dép là tí bẩn đấy nhỉ? Anh ra xin củ lá. Ui, có vẻ như là ốp xong các chú dọn dẹp rất là sạch sẽ đấy các bác này. Ở đây thì hiện tại là cái chỗ, cái phần này này các bác này. Tại vì là mấy nữa các chú ốp chân tường vào xong rồi mới lại là chắt thêm vào nữa. Đấy, đừng có giấm vào đây Giang nhá. Đừng có giấm vào đây nhá, giấm tận đây đi qua thôi. Ôi ôi, mưa, lại mưa to rồi chú. Đấy. Cái này phải lau độ tầm là 4-5 lần thì nó mới trắng được. Nó mới bóng được, nhưng mà ở đây là các chú là đã lâu. Các chú là lâu qua đâu rồi. Đây gọi là lâu cái phần xi của nó dính vào ấy. Đấy, bây giờ thì yên tâm là nó không bị dính xi rồi. Mấy nữa các chú ốp cái phần chân tường này xong, nếu mà lúc mà đang ốp ấy thì giải bạt chứ. Giải bạt đấy, giải bạt xong chú ốp cho cháu nhá. Thì nó mới không bị dính vào tường. Chứ không là giải bạt thì ốp xong là lau luôn ấy. Vâng. Chứ không là cháu này, chứ không là sau này khi mà hoàn thiện đấy, các chú để làm xong rồi xong là cái phần mà nó bị dính ấy, cọ nó lâu lắm. Vâng. Nhưng mà cái này lau thoải mái. Vâng. Nếu là sử dụng cho lau được thoải mái. À, này đây bây giờ là coi như là nó sạch rồi, nó sạch cái phần xi keo xi rồi. Ủa trời mưa nhiều quá. Ô cô tầm mát tầm nhà trọng cái mưa qua hồ đẹp mà gần như thì chứ cháu eo của thằng hơi nắm luôn. Chắc Việt Nam nào. À bây giờ đang hoàn thiện thêm phòng bên này à anh phòng. À cái phòng bên này là đang các anh là khi mà làm xong các bác nhá là dùng khăn để mà lau luôn. Nhưng mà cái vết trắng trắng này của bác này là cái nước xi ấy. Cái nước xi mà nó bụi ấy, nó dính vào. Cái kia là lau tầm độ mấy lần nữa thì là xong rồi. Ôi cháu nhá. Đang làm bí thuốc lào không? Cẩn thận sạc ấy ạ. Ông là cái món thuốc lào này là gắn bó với ông là thời năm 17 là bẻ gánh Sương Châu rồi ông nhỉ. Năm đấy là ông đi lính đúng không ạ? Ông chào tất cả các bác một câu nào. Các em các chị nhá. Dạ chị. Tối nay là đi vào ngủ được không nhỉ? Vâng. À, những cái góc tường này của bác này thì là bắt buộc là phải dùng máy cắt để cắt gạch được của bác nhé, chứ không là nó không đi được vào. Đâu, không, đi đâu. Đi khám, phải
Mày may quá, vừa rồi đến đây thì thời tiết là mấy đổ mưa xuống. Nào mày mẹ Giang đi vào nhà đi. Mưa kìa. Mưa kìa. Mày thì được bác nào ở thôn nhá, cắt cho một quả tóc mà nhìn là trông như kiểu bác Úc quá. Rồi, cái này là bây giờ đi thoải mái anh nhở? Này dùng búa này gõ gạch có vớ không anh? Búa nhựa thôi nhở? Cao su. À, cao su. Em tưởng là anh chơi với lại gỗ đinh hay gỗ. Thôi thế phòng bên này là 4 tấm là vừa, không phải cắt luôn anh? Không phải cắt một tí à? Cắt là tầm độ mấy phân thôi nhỉ? Hai bên này thì ai già có vẻ như là Giang với lại là Mạnh thì tha hồ nhảy được các này. Tí bẩn hết áo nhá, Mạnh nhá. Mai ôm thêm cái phần chân tường rất là đẹp rồi. Tí áo này bẩn hết nhá, Giang nhá. Áo đẹp này bẩn hết nhá. Còn là Mạnh nữa này. Mày nữa mà lâu cái phần bụng nó ra này không nào cũng bóng bóng loáng như ở chỗ chân của mày đang đi không bác ạ. Mưa quá cho nên là mấy anh em thợ là không thể mà hoàn thiện ở phía bên ngoài các bác. Chứ không là bên ngoài vẫn còn khá là nhiều công việc cho mấy anh em thợ là vẫn đang phải làm nữa. Có vẻ như là có một trận mưa mưa, thấy là cái khe suối bên kia là cháu được nhìn thấy là nước chảy khá là xiết của bác ạ. Đấy, ở trên không hẳn là trên vùng cao mà ở dưới xuôi thì có một số tỉnh, một số huyện và một số xã, ở một số thôn thì cũng đã bị là cái lượng mà mưa nhiều quá, thành ra là ống cống nó không thể thoát được và dẫn đến là một số nơi là bị ngập rất là nhiều các bác. Mấy hôm nay cháu được xem tin tức thì phải nói là cháu được cũng cảm thấy là rất là như kiểu là rất là sợ về cái thiên tai năm nay và rất là thương bà con. Đôi khi có gia đình nào mà của cải này, vật chất này,
cũng như là cả tính mạng nữa bị thiệt hại ở với cái cơn lũ này thì phải nói là rất là xót xa cô bác ạ. Ở trên vùng cao Chó Lực thì không bị ngập cô bác đấy, nhưng mà lại bị sạt lở rất là nhiều cô bác ạ. Không biết là các bác có theo dõi được những tin tức ở trên vùng cao không? Nếu mà các bác theo dõi được thì các bác nhìn thấy là lượng mưa năm nay và thiên tai năm nay thì rất là ghê gớm. Đấy, còn ở phòng phía ra phòng bên này thì mấy thanh niên này đang lau dọn thêm. Đấy, mặc dù là đã sạch rồi nhưng mà lau cái phần nó bị bám dính các bác ạ. Mạnh với lại Giang đang làm gì đây? Hả? À, ấy rồi. Đấy, Giang cẩn thận nhá. Mình lên áo rồi. Vậy là rất là thích chơi để các bác này. À, lần đầu tiên các bác ạ. À, Mạnh thì đối với Mạnh là lần đầu tiên mà được đi trên những cái phần gạch như thế này. Đấy, ở những cái video thì cháu Đức cũng đã nói rồi, lúc nào mấy anh em thợ đi làm ấy, hiểu như là làm xong mấy anh em thợ đều là dọn dẹp, là sạch sẽ hết rồi. Đấy. Mạnh đừng có giấm vào đây nhá, Giang nhá, được chưa? Được chưa? À, không biết là kiểu tóc này kiểu tóc gì đây. Đấy, ông thì chắc là đi ra bên kia để mà làm một số công việc của ông rồi. Em mong rằng là đến lúc mà một tí nữa khi mà về ấy, thời tiết tạnh mưa một chút để mà về nó cũng dễ dàng hơn các bác. Chú đây là chú đang cắt thêm ở để cái phần cửa này chú. Chơi thế được rồi, lâu thế được rồi. Mà gạch nó còn trơn cho nên là hay bị té các bác ạ. Đấy, Mạnh ấy, thấy chưa? Đấy, hiện tại thì đã hoàn thiện là ốp là một phòng rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà phần chân tường là chưa có ốp. Và chắc là để ngày mai thì mấy anh em thợ mới đi vào và ốp được rồi. Cái phần chân tường ấy thì cháu được lựa chọn là cái gạch màu trắng của bác nhá, gạch màu trắng để mà ốp. Ôi bồ lùi nó dê á, thử mày, thử mày dê. Ô bồ lùi á tí phần này thôi. Thử mày. Đấy ông, thử mày dê bà nè. Thử mày nè. Đấy, ông lấy hẳn cái xô chậu về để mà lau nữa không bác ạ? Đây à, dê à, bột lâu à? Đeo lâu phòng sử sở anh Phong ấy à? Lắng nam nào à? Ông Thí khá là ồn một chút của bác ạ. Trẻ con thì bị hết là tai lại rồi. Bị ngái nha Mạnh nha. Thế là bị ngái nha.
Nếu mà ngày mai mà thời tiết mà vẫn cứ kéo dài mà mưa nhiều thế này các bác này, thì mấy anh em đội thợ là sẽ tiếp tục là hoàn thiện ở bên phía bên trong phòng khách nữa. Còn thiếu gạch hả chú? Ông ơi, ông lấy cái ống nước này để ra chỗ khác đi ông này. Tí sợ là chỗ này nó bị đất nó ngấm nhiều quá ấy. Nước nó ngấm nhiều quá ấy ông. Ông đúc hẳn xuống đây này. Đấy, vừa rồi thì các chú này đang bảo là hết gạch rồi, các cô thì tiếp tục là công việc là đi lấy gạch cho lực xế lên trên xem là ta không biết là cái liệu mà số gạch nào hôm nọ cho lực lấy về thì còn nhiều không các bác ạ. Ô bà một dấu xe màu chưa? Cái gạch thì là ở trên kia còn khá là nhiều các bác gạch chứ. Gạch này thì thật sự ra thì cho lực vẫn lấy là nó dư ra một chút các bác ạ. Sợ rằng là thời gian vừa rồi trong quá trình mà vận chuyển vật liệu ấy, là nó sẽ bị vỡ một hai viên. Cho nên là còn có chỗ để mà mình đắp vào. Đấy như phần cửa sổ này mọi cái này các bác này, nếu như mà sau này khi mà đội thợ đi vào, đội thợ bên cơ khí ấy, người ta vào đo hết ấy, thì là cháu lực sẽ không có bảo ông là nhờ hàng xóm ra đâu các bác. Sợ rằng là nhờ hàng xóm ra thì hàng xóm này rất là nhiệt tình các bác ạ. Nhờ lúc nào cũng ra nhiệt tình là ra giúp đỡ, nhưng mà trong cái quá trình mà người ta hàng xóm vận chuyển vật liệu đấy từ trên đoạn trên đường lớn cái xuống đây, không may mà bị ngã là hỏng cửa sổ. Cửa thì cháu lực lựa chọn là nó bằng cái cửa kính mà hai lớp là nó nhiều cả các bác, sợ rằng là vỡ một hai tấm, cho nên là mình không biết là cái cách nào mà mình phải mình bải bắt hàng xóm người ta nó đền mình như thế nào cả. Cho nên là nếu mà như vận chuyển ấy thì là sẽ cho đội thợ cơ khí thì người ta tự lo liệu và tự vận chuyển đến đây, và cháu lực chỉ có nhận là khi nào mà lắp xong cửa thôi, còn là từ trên kia cháu xuống thì cháu lực không có nhận lắp. Đấy, nhưng mà nếu mà vớ một cái cánh cửa sổ thôi thì nó cũng đã mất tầm độ tầm mấy triệu rồi. Riêng cái cánh cửa sổ này các bác này, ít nhất là phải rơi vào tầm độ là 7 đến 8 triệu một cái cửa sổ như này các bác nhé. Đấy, còn nếu mà lựa chọn làm cái cửa lưu huỳnh nữa các bác, cửa huỳnh thì nó rẻ hơn. Cửa huỳnh thì nó tất cả là nó làm bằng cái nhôm lưu huỳnh cả, cho nên là vận chuyển nó cũng không bị sợ mình nó bị vỡ cả. Nó không thoát được nước ra đây hả ông? Ồ, bên trên này thì có vẻ như là nó cao hơn không ạ? Tí nó ngấm bên kia ấy. Ông có xe rùa ở đây không ông? Ông ơi, ông hót ở đây đâu một hai cái xe rùa đi đây ông ơi. Tạo thành một cái rãnh nước đi ông. Nước này thì chắc là phải đến bao giờ mà ngừng mưa các bác thì nó mới ngừng chảy được, chứ không mà nếu mà thời tiết mà cứ
mưa như thế này đấy cô bác này. Để lúc nào nó cũng ở trong tình trạng là nó bị dò ra như thế. Nên phải nói là rất là khó chịu bác khi mà gặp phải cái nguồn nước như này. Lúc mà đào nền nhà ấy thì nó chẳng bị sao đâu, nhưng mà đến lúc mà mưa thì nó mới bị thôi. Hiện tại thì nếu mà cái lượng cứ mưa như này cô bác, cháu Lực cũng rất là lo sợ rằng là ở trên này ấy, cô bác. Trước thì cháu Lực cũng đã cùng ông là đi kiểm tra tất cả những cái chỗ ngóc ngách xem là nó có bị chỗ nào nó bị như kiểu cảm giác là nó bị dặn đất không ấy, thì rất là may là không có bị sao cả. Cái này là có khi là phải làm dánh nước đấy ông nhỉ. Vâng. Đấy, ở bên kia ông thấy này, nó bị luôn xuống hết rồi. Vâng. Làm dánh nước đây từ đây ra bên kia không? Bên này đúng không? Làm hết ra bên này đúng không? Trẻ con thì có vẻ như là ở dưới kia đùa rất là vui các bác này, khi mà mới hoàn thiện là xong cái phòng ngủ đầu tiên đấy, bởi vì là nhìn thấy những cái tấm gạch này rất là nổi bật. Tí nữa là bị ngã là đầu là đập xuống cái thanh này, là lúc đấy là đừng hỏi tại sao là bị ngã nhá, đừng trách ai nhá. Thằng này ai gọi là anh chứ? Nó không phải là anh của cháu đâu. Ở nhà một bên cơ. Nó về nhà với cháu sang đây chơi đấy. Cháu này chắc độ tầm là 2-3 xí rùa đấy ông nhỉ? Thế đấy. Cái phần móng nhà cháu Lực cũng làm rất là chắc chắn rồi, cho nên là không có bị sợ là nó bị dò nước là xuống rồi. Cái phần là ngôi nhà thì mặc dù là nó không cột, nhưng mà cháu Lực thiết kế là làm một cái phần móng rất là chắc chắn. Là mà sắt là chọn sắt là rất là to. Ông dịch lên trên một tí để cháu đẩy đó. Trèo ra phía bên ngoài thì ông mới hót được. Ủa, nóng này. Này tí nữa chắc là làm rãnh nước đi sau nhà đấy nhá ông ạ. Thời tiết trên sao chỗ chỗ Lực thì bắt đầu là xe lạnh lên rất là quá. Này hôm qua nó vừa mới bị mình xuống là từ hôm nào rồi không? Tối hôm kia rồi. Tối hôm kia rồi à? Thấy là đến chiều tối lại có gió rất là lớn các bác ạ.
được chưa? Ông hót đi, hót cho nó nhiều thêm chút nữa. Chỗ này là hai người hót cũng không được, chỉ có một người thôi. Nên là để ông hót thì... Hót đi nó là chú. Nó bị lớn nhất ở dưới này không ạ? Nào để cái này xuống nha. Có hót đi á? Không hót ở đây này. Đây, được đấy. Đây này. À, hiện tại thì mấy anh em ma thợ vẫn đang đi vào và hoàn thiện nốt phần ốp lát ở bên này này các bác này. À, có lẽ là đến một tí nữa là sẽ hoàn thiện xong hết. Cho nó cũng đã ghi hình tại phòng ngủ đầu tiên cho các bác là xem luôn. Quá trình anh em họ làm tới đâu là mấy anh em thợ là đều là dọn dẹp và sạch sẽ tới đấy rồi. Thế mặc dù là mấy anh em thợ là tay nghề không cao nhưng mà anh em thợ là lúc nào cũng trong tình trạng là luôn luôn là làm tới đâu là sạch sẽ tới đấy. Để ra hót ra tận đây không? Mới xe để đấy. Đây. Vào cái thời điểm này nếu mà để mà bây giờ mặc sơn vô nhà này này. Vẫn chưa có sơn được đâu. Sơn nhà là người ta phải đợi là hôm nào là trời nắng ráo này. Và đặc biệt là cái hù à, cái hù khó quá. Rồi thì đến cái mặt sơn nó hút cái chất liệu mà sơn vào thì nó không bị bong. Chúng mình cũng đã tìm hiểu là qua về cái phần sơn này rồi. Đấy, mặc dù là sơn này nó được là trước kia chưa làm bao giờ. Đấy, nhưng mà từ lúc mà làm ngôi nhà của hai ông ba ông cháu thì chúng tôi cũng đã rút ra được một chút là kinh nghiệm. Đây vừa mới hót xuống rồi là cảm thấy là nước phải chảy ra này. Cái số thì đã bị là lại tiếp tục là chảy xuống này. Đấy, nước ở trong lúc nào cũng tình trạng là cắt này nó bị xuống sạt xuống này các bác này. Cái phần móng nhà là nó ra đến tận đây rồi các bác. Cái phần móng nhà này là trong là sắt này, cá đá này, thì là cát nữa. Hey!
bây giờ thì cũng đã xong rồi các bác, để một tí nữa là sẽ được xé và tiếp tục là cập nhật cho các bác là xem là cái tiến độ mà mấy anh em thợ là lát cái phòng ngủ đầu tiên này là tới đâu rồi, hiện tại là cái phòng ngủ thứ hai này mấy anh thợ đã lát xong hết rồi các bác nhé. Cái gạch trắng này thì là ông thì là sẽ lựa chọn là cái gạch là ốp chân tường đúng không chú? Vâng. Cái gạch này là ốp chân tường là 15 phân các bác nhé. Thì sau này sẽ để ốp vào đây này. Đây cho lực là ướm thử cho các bác để mà xem thôi. Đây. Ướm có cái rẻ nào thì cho em mượn cái rẻ một tí, lau ướm thử bên kia đi. Đây có. Cho lực sẽ lau cái tấm này để mà ướm thử phòng bên kia cho các bác là cùng Giang ơi, chị Biên có thấy nó sắc không? Bàn lâu này kìa. Vậy thì sau này mà hoàn thiện là tất cả cả nhà bếp này, phòng khách này, lấn nhà vệ sinh thì có được là chọn cũng là màu trắng các bác. Đấy, sau này sẽ tương tự là ốp là như thế này được các bác này. Rất là vui các bác ạ, khi mà nhìn thấy là một cái phòng ngủ đầu tiên đã ốp ra cái phần như thế và rất là sạch sẽ rồi. Đấy, ở đây thì sau này nếu mà ốp hết rồi các bác này, phần chân tường thì tôi sẽ lựa chọn là cái gạch màu trắng để sau này có vết bẩn thì nó sẽ lau dễ dàng hơn. Và cái này thì sau này sẽ là ốp chìm của bác nhá, dạy chắt đây thêm một mặt nữa. Lúc mà chắt ở phần trên này các bác nhá, mà anh em thợ sẽ dùng bạt để bà giải qua đây các bác, giải qua đây một lớp xong là chắt. Thì khi mà chắt khi mà vứa nó rơi xuống nó sẽ không bị có bị bẩn ở cái phần này nữa. Đấy. Ông đi đâu rồi? Ông đi kia rồi à? Cái phần phòng bên này thì đã hoàn thiện là xong rồi. Và hiện tại thì phòng bên này thì mấy anh em thợ đang đi vào để mà hoàn thiện. Thì để mà hoàn thiện xong thì cháu được xem cái hình luôn mà thể các bác. Cả hai phòng thì nó sẽ gồm là như nhau cả. Và thời tiết thì hiện tại là đang mưa phùn về khá là nhiều các bác. Cháu được nghĩ rằng là một tí là trời sẽ mưa to hơn, chắc là cháu được cũng sẽ chuẩn bị là di chuyển là đi về thôi các bác ạ. Cả nhà cháu lực thì xa hơn. Đấy, ra phía bên kia thì các bác nhìn thấy là có mưa về khá là nhiều. Ông thì đang buộc củi ở phía bên này sao cô bác ạ? Ông đi lấy củi về sao thôi. Ôi ạ. Biết là ông là tiện đâu lấy củi. Thì tao đã lấy củi về đấy ông. À. Về chưa ông? À về rồi à? Vậy ông đi lấy củi này là đi buộc củi này là còn phải là đeo áo mưa này với lại thêm là quần mưa nữa các bác. Ông chuyển lợn lên đây rồi à? Nào, đi ra nào. Đó.
Và hiện tại thì là gió lại về gió lại thổi rất là mạnh rồi các bác này. Có lẽ là cái cơn bão này thì vẫn chưa thể hết được. Hãy xem thời tiết thì ở đâu đó là độ tầm mấy ngày nữa để xem lại thời tiết và nói cho ông biết là còn đến ngày bao giờ mới nắng này. Ôi rồi, ở đây thì đến tận là hôm nay là thứ ba không nhỉ? Hôm nay là thứ ba đấy, thì xem thời tiết thì đến tận là hôm thứ sáu này ông này. Đến tận hôm thứ sáu thì mới đến hôm thứ bảy nhá. Đến hôm thứ bảy là bắt đầu là mới tạnh mưa. Là bây giờ hiện tại là còn mưa là 1, 2, 3. Là còn mưa là 3 hôm nữa. 3 hôm nhưng mà không biết là cái lượng mưa của nó là nhiều là ít. Đấy, nhưng mà đâu đó là cũng gần 40 đến 60%. Đấy cái lượng mưa. Đấy ở cái vi đâu. Vâng, đấy bên kia là gió thổi này, mây đen là khắp nơi rồi. Đấy một tí nữa là mấy anh em hoàn thiện là mấy em thợ hoàn thiện ở thêm cái phòng bên kia thì ông đi xuống xem là xem là nó có sạch không nhau nhá. Đấy để cháu đã bảo với mấy anh em thợ rồi. Đấy tương bảo rồi thì mấy anh em thợ cũng đã làm một phòng bên cạnh rồi thì rất là sạch sẽ rồi. Đấy. Nếu mà chỗ nào còn bị dính xi đấy thì ông dùng cái khăn hôm nọ mà hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông ấy. Ông dùng khăn đấy để mà lau luôn ông nhá. Để lau luôn để tránh trường hợp là chứ về sau này là nó bị dính là rất là lôm nhôm mà nó không có được sạch sẽ, nó nhìn trông rất là bẩn đúng không nhá. Đấy. Ở cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Ông ơi gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Chào các em các chị nhá. Đấy, bây giờ thì hai bạn là gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các ông các bà nhá. Nào mạnh trước nào. Con chào tạm biệt các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Rồi, nào ra nào. Con chào các ông các bà. Rồi, nào mạnh nào, mấy tay nào. Đấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.